trời được truyền miệng và ghi chép lại từ những câu chuyện xa xưa. Ngày xưa ở vùng quê nọ có một cặp vợ chồng nghèo, người chồng tên là Trọng Cao, vợ là Thị Nhi. Vì cuộc sống hôn nhân không được hòa thuận, thường xuyên xảy ra nhiều cuộc tranh cãi nên đã dẫn đến ly tan. Sau đó Thị Nhi đã bỏ nhà ra đi, lang thang tứ xứ. Trong hành trình này cô đã vô tình gặp được Phạm Lang, cả hai tâm đầu ý hợp nên đã kết hợp thành vợ chồng. Về phần Trọng Cao, vì hối hận và thường nhớ vợ nên dốc hết của cải để lên đường tìm vợ. Đến khi không còn tiền phải trở thành ăn xin, vừa xin ăn vừa lang thang tìm vợ. Đến một ngày, Trọng Cao vô tình đến ngay nhà của Thị Nhi và Phạm Lang để xin ăn. Đôi vợ chồng cũ do vậy mà vô tình gặp lại nhau. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên Phạm Lang trở về, lo sợ chồng sẽ hiểu lầm, khó lòng giải thích được nên Thị Nhi đã cho chồng cũ của mình trốn vào trong đống rơm sau vườn. Không ngờ, trong lúc chờ cơm vợ, Phạm Lang đã ra vườn châm lửa đốt rơm để lấy trò bón cho ruộng. Có lẽ vì còn yêu, thêm vào nỗi ân hận với vợ, Trọng Cao đã chấp nhận hy sinh mình không chạy ra. Thấy mình đã vô tình hại chết chồng cũ nên Thị Nhi đã quyết định nhảy vào đống lửa. Thế vậy Phạm Lang đã lao theo để cứu Thị Nhi, nhưng vì lửa quá lớn nên cả ba đã không thể thoát khỏi cái chết. Ngọc Hoàng Thượng Đế đã cảm thông trước câu chuyện của ba người nên đã phong cho họ là Táo Quân quản lý chuyện dân gian, nhất là chuyện liên quan đến bếp. Và vào ngày 23 tháng 12 hay tháng Chạp âm lịch hàng năm, các Táo sẽ cưỡi cá chép về trời để phục mệnh, báo cáo tình hình cũng như mang những lời cầu mong của dân lên tâu cùng với Ngọc Hoàng. Theo sự tích thì ta có thể thấy sẽ có 3 vị Táo Quân, gồm 2 Táo Ông và 1 Táo Bà. Đây là tượng trưng cho 3 chân của bếp. Chỉ có đủ 3 chân thì mới có thể đặt dụng cụ nấu nướng vững chắc được. Táo Quân là vị thần thường được thờ trong khu vực bếp, họ mang lại sứ mệnh bảo vệ gia đình, phù trợ những điều may mắn cho mọi người trong gia đình chúng ta. Vì vậy, lễ đưa tiễn Táo Quân về trời cũng được diễn ra rất trang trọng. Vào ngày 23 tháng 12 âm lịch hàng năm, Táo Quân sẽ cưỡi cá chép về trời với mục đích báo cáo tất cả mọi việc của gia chủ cho Ngọc Hoàng nghe và cũng mang mong muốn của gia chủ để tâu lên cho Ngọc Hoàng. Một ý nghĩa khác, người Việt ta luôn ngưỡng mộ tình cảm, sự thủy chung của Táo Quân, nên việc thờ cúng cũng muốn thể hiện sự mong muốn cho ngọn lửa gia đình luôn được ấm áp và sáng mãi. Cá chép được xem là một trong 3 thứ tam sinh, là những biểu tượng tượng trưng cho tài lộc phú quý. Vì thế, việc phóng sinh cá chép vào ngày đưa ông Công ông Táo về trời còn mang một ý nghĩa thầm mong sẽ đem vinh hoa, lộc vận đến với gia đình. Theo những quan niệm của dân gian, phóng sinh cá chép đang sống trong chậu còn mang một ngụ ý nữa, chính là cá chép có thể vượt vũ môn hóa rồng, mà rồng từ xưa đến nay được xem là một biểu tượng rất linh thiêng, có thể hô mưa gọi gió mang lại lợi ích to lớn cho nền nông nghiệp nước ta. Không những vậy, cá chép vượt vũ môn còn thể hiện tinh thần vượt khó, kiên trì, bền bỉ để đạt được thành công, là một biểu tượng cho nhân cách thanh cao, luôn hướng đến một kết quả tốt đẹp. Phóng sinh cá chép trong ngày đưa ông Táo về trời vừa thể hiện được nét đẹp văn hóa, vừa thể hiện được tấm lòng từ bi của người Việt Nam ta. Cùng ông Công ông Táo bằng cá chép sống, có một số gia đình còn dùng cá chép giấy để thay thế. Theo quan niệm dân gian, nếu đã cùng cá chép giấy thì thôi cá chép sống và ngược lại, song việc cùng cá chép sống có ý nghĩa phóng sinh. Cá chép sống dùng để cùng ông Công ông Táo thường được chọn mua là cá chép đỏ. Sau khi mua về nhà, nên thả vào một bát nước sạch, thả thêm một cọng rêu nhỏ vào bát nếu mua cá trước thời gian cúng lâu. Khi cúng bát chậu cá chép được để cạnh mâm cỗ cúng, cùng ông Công ông Táo cần 3 con cá chép đỏ. Những con cá để dâng lên Táo Quân không nhất thiết phải là con cá to, miễn sao cá khỏe mạnh, không bị chảy xước, mất vẩy. Để thử độ khỏe mạnh của cá, người mua có thể chạm nhẹ vào mặt nước chậu đựng cá. Nếu thấy cá bơi nhanh, quấy mạnh thì đó là con cá khỏe mạnh. Theo quan niệm dân gian, cá chép nên thả vào giờ ngọ 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp để Táo Quân cưỡi cá lên chầu trời. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, ngày 23 tháng Chạp có khi rơi đúng ngày các gia đình phải đi làm, không chuẩn bị được thời gian để cùng đúng giờ ngọ. Vì vậy, không nhất thiết phải cúng ông Công ông Táo vào lúc giữa trưa, mà có thể cúng vào bất kỳ lúc nào thuận tiện và trước khi ông Táo bay về trời báo cáo Ngọc Hoàng, tức là trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp, không được làm lễ sau giờ này.
Nếu cùng cá chép sống thì sau khi làm lễ xong, gia chủ đem cá ra sông, hồ thả với tâm thế vui vẻ, thoải mái, cùng niềm tin cá sẽ chờ ông táo về trời. Điều này sẽ mang nhiều may mắn nhất đến cho gia đình gia chủ. Trong lúc thả cá nên nhẹ nhàng, từ từ để tránh va chạm mạnh làm cá chết, cũng không cần phải cầu khấn gì cả, chỉ cần đơn giản nghĩ là mình đang đơn thuần cứu vớt chúng là được. Sau khi thả cá xong nên lưu lại xem cá đã bơi đi chưa, tránh tình trạng cá mắc kẹt chưa bơi đi. Không phóng sinh cá ở nơi nguồn nước bẩn, ô nhiễm, không thả cá ồ ạt, quăng, ném hay vứt cả nồi na lăn xuống hồ nước. Mới hôm qua công việc chưa xong, cuối năm mà chưa kịp nhận lương, chưa kịp thắp nhang đưa ông táo về trời. Tết đã đến ngay chân rồi trời ơi, giá bên xe chưa kịp mua vé, ngắm mới sang thế nhưng chưa kịp sửa nhà, mâm cũng lo ba ngày chưa xong, chưa bước chân ra chợ mua gà mua xôi. Từ những cái Tết, từ những cái Tết, từ những cái Tết vẫn chưa kịp làm gì. Từ những cái Tết, từ những cái Tết, từ những cái Tết có bao nhiêu chơi bao nhiêu. Vừa ngồi xuống cái đất ta rồi, vừa ngồi xuống cái đất ta rồi, bỗng dưng thế sao tin bồi hồi. Từ từ tới sẽ nó phải vội, dù ra sót thì vẫn tuyệt vời. Thế nên lắng lo để làm gì. Vừa ngồi xuống cái đất ta rồi, đào mai đó hơn mất năm trời. Táo ơi, ông lên trên trời á, ông bẩm báo với Ngọc Hoàng, ông xin cho con năm sao, làm ăn có tiền mua được nhiều vàng nha ông Táo, cùng đưa ông Táo về trời nào, let's go. Hôm nay là 23 mình cúng ông Táo, đưa ông đi lên cao tầng đến mây xanh, đưa ông đi cho nhanh kẹo lớn xe đông, sợ ông đi lòng vòng thì xe chê dơ. Ông Táo lên trên đó bẩm báo cho dân, cho dân ta năm sau làm ăn phát tài. Ông Táo ơi năm nay dần trắng đôi tay, xin cho con năm sau tiền xe vô quay. Ngọc Hoàng thương tình cho chúng sinh, năm này thiêu nợ xin Ngọc Hoàng hãy thương tình. Năm nay dân te tua ai cũng đều phải trắng tay, xin Ngọc Hoàng năm nay cho người dân sẽ phát tài. Đêm 30 mà không có táo thì còn gọi gì là Tết à? Chuẩn cho mẹ nấu thôi. Chào, nghệ sĩ Sơn Bắc chính thức được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Được biết, năm 2016, nghệ sĩ ưu tú Sơn Bắc được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Và mới đây, anh cùng 4 nghệ sĩ nữa được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Một lần nữa, xin chúc mừng anh Núi, chúc mừng Nam Tào. Cảm ơn anh vì những gì đã mang lại cho khán giả cả nước bao nhiêu năm qua. Một năm cũ đã qua, cùng nhau đón năm mới bình an muôn nhà. Yêu thương ấm no, người cùng nơi cùng nhau trở về sum vầy, tiếng cười khắp muôn nhà, tiếng pháo mới rộn ràng, cùng ngàn câu chúc an. Cầu dung tóc mọi nơi cùng đón xuân về và chung muôn nhà đều yên vui cùng ấm no, xóa bỏ những ưu phiền, xóa hết mọi đau buồn, đem yêu thương đến muôn nhà, chào một năm mới yên bình. Xuân sang thấy trong lòng mình chứa tràn tiếng pháo vui mang đó đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến chưa thèm, gần xa nhịp nhàng xuân đến nghe bước chân tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân, nhắm chén vui ta chung nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may, xuân thắm tươi xuân nồng say. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê xuân nào.
nơi xa con biết rằng mẹ chắc đang nhiều lo lắng. Let's go. Nắng xuân đã đến đây cho tình chân chứa vơi đầy, ngàn hoa lá vui xuân vầy cho lòng ta thêm mê say. Chim em bay nào, và em kêu sao trong giá hoa đã đến bên lòng ta. Cuộc sống vẫn trên đường vui, thấy em bên người, tình yêu thăng hoa trong đã trời, trong nắng xuân đã ngập nỗi.